đội tuyển Argentina đã cử các nhân viên kỹ thuật đến Miami, Mỹ, theo dõi tình trạng của Messi. Khả năng Messi thi đấu trận câu lạc bộ Inter Miami gặp Chicago Fire FC lúc 7 giờ 30 ngày 5 tháng 10 rất khó xảy ra. Anh ấy chỉ có thể trở lại thi ít phút ở trận gặp FC Cincinnati ngày 8 tháng 10, sau đó sẽ đến tập trung đội tuyển Argentina, Gaston Edon cho biết, khi tường thuật về tình hình của danh thủ Messi trên kênh T-Sport ngày 1 tháng 10. Trận gần nhất đội tuyển Argentina gặp Bolivia, Messi không thi đấu. Anh được đăng ký với chức danh trợ lý huấn luyện viên AFP Inter Miami đang thi đấu với mật độ dày đặc tại giải MLS, trung bình từ 3 đến 4 ngày, trận. Sau trận hòa New York City FC 1, một ngày 1 tháng 10, họ trải qua tiếp hai trận liên tục trong tuần này gồm gặp Chicago Fire FC ngày 5 tháng 10 và FC Cincinnati ngày 8 tháng 10. Inter Miami còn hai trận nữa ở giải MLS đều gặp Salad FC lượt đi ngày 19 tháng 10 và lượt về ngày 22 tháng 10. Các trận này... Inter Miami đều cần giành chiến thắng mới có hy vọng lấy suất playoff tranh ngôi vô địch MLS Cup. Trong khi đó, đội tuyển Argentina trở lại thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, với hai trận gặp đội tuyển Paraguay, ngày 13 tháng 10, và Peru, ngày 18 tháng 10. Cả câu lạc bộ Inter Miami và đội tuyển Argentina đều cần sự có mặt của Messi. Tuy nhiên, danh thủ này hiện đang gặp chấn thương bí ẩn và chưa rõ khi nào sẽ trở lại thi đấu. Anh đã nghỉ thi đấu 3 trận liên tiếp gần đây và chỉ thi đấu 37 phút. Kể từ khi ghi bàn duy nhất trong trận đội tuyển Argentina thắng Ecuador 1-0 ngày 8 tháng 9